Xin chào tất cả mọi người. Trong phần thứ nhất của bài giới thiệu tổng quan về bảng mẫu từ tiếng Pháp, trong bài trước, phần thứ nhất, tôi đã giới thiệu bảng mẫu từ tiếng Pháp gồm có 26 chữ cái. Tôi đã hướng dẫn cách phát âm và tôi cũng đã nói chi tiết của một số các ký tự mà chúng ta cần lưu ý. Và sau cái phần đó thì chúng ta đã giới thiệu một số các ký tự đặc biệt không có trong bảng mẫu từ. Và đồng thời tiếp theo tôi cũng đã giới thiệu với mọi người một số các cái dấu chấm câu, một số các cái dấu chấm câu để chúng ta có thể viết chính tả khi nào chúng ta cần. Và khi học xong phần thứ nhất này, chúng ta có thể làm được một công việc khá quan trọng, đó là đánh vần. Đánh vần tại sao lại quan trọng? Là bởi vì khi chúng ta giao tiếp giữa người Việt và người Pháp thì đương nhiên không phải là khi nói mọi người đều nhận diện ra cái chữ mà người ta phát âm. Người Pháp nói ra mình không có thể nhận diện ra, xin họ đánh vần thì chúng ta có thể ghi, chúng ta có thể nhận ra. Và khi người Pháp nghe mình nói, đôi khi cái chữ chúng ta họ không nhận ra, chúng ta cũng phải đánh vần. Và rất nhiều trường hợp phải đánh vần tên của mình, bởi tên của người Việt Nam thì người Pháp không thể viết một cách dễ dàng được. Và không những giữa người Việt với người Pháp, mà giữa người Pháp với nhau. Giữa người Pháp với nhau là thường thường phải đánh vần cái tên của mình đó. Là bởi vì một lý do như thế này, người phụ nữ Pháp khi kết hôn với một người chồng là người nước ngoài, không phải người Pháp, thì đương nhiên phải mang họ chồng. Kết hôn với người Pháp cũng phải mang cái họ của người chồng. Nhưng nếu người chồng là người Pháp thì đơn giản, nhưng nếu người chồng là người nước ngoài thì cái họ đó không dễ dầu gì mà người Pháp có thể nhận ra. Khi đi làm giấy tờ, khi nói, khi giao tiếp thì phải đánh vần. Và bài thứ nhất giúp chúng ta có thể đánh vần và chấm hết. Chúng ta không thể đọc được một cái từ nào tiếng Pháp cả, bởi vì một từ là tổ hợp của các ký tự với nhau. Và khi các ký tự tổ hợp lại với nhau thì nó không có đơn giản là chữ này cộng với chữ kia thì nó ra thế kia. Nó có những cái quy tắc khác nhau. Thì trong phần thứ hai này chúng ta sẽ học cách ghép vần. Và sau khi học cái bài ghép vần này thì chúng ta có thể đọc tiếng Pháp tương đối dễ dàng. Mặc dù chúng ta không hiểu, chúng ta cũng có thể đọc được nếu chúng ta học kỹ cái bài này. Thì trước khi nói về bài cái phần ghép vần thì tôi giới thiệu về các dấu accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Tôi giới thiệu thêm về cái cách dùng của nó. Và cái phần này thực sự không quan trọng với các anh chị mới học, để cho những người học qua coi lại cho biết. Và đây có là cái phần trình bày có tính chất hàn lâm, nói một cách giáo khoa thôi, để cho chúng ta biết thêm. Phần quan trọng là phần thứ hai là phần ghép vần. Và trong phần ghép vần này sẽ có 3 phần nhỏ. Tôi không chia làm 3 phần nhỏ mà tôi giới thiệu các anh chị nhé. Phần thứ nhất rất quan trọng, là bởi vì nó vừa tầm chúng ta, mà không có cái đó chúng ta không thể đánh vần tiếng Pháp được. Phần thứ nhất, một số các cái phần để ghép vần đó. Tới phần thứ hai thì nó có vẻ hơi khó hơn đối với các anh chị. Dĩ nhiên là cũng rất cần, nhưng mà ngay bây giờ có vẻ hơi khó ra. Thì đó là bổn phận, là công việc của các người giảng dạy sẽ giúp cho anh chị để nhận diện ra. Bởi vì nó hơi giống nhau, nó hơi lạ lạ, thì chúng ta cần phải một thời gian. Và một phần khác nữa là các cái ký tự mà câm ở trong tiếng Pháp. Và cái phần này cũng rất quan trọng, để khi mà chúng ta đánh vần, khi chúng ta đọc thì chúng ta biết cái chữ đó không phát âm. Và nếu chúng ta học kỹ cái phần thứ ba là cái phần các ký tự ở trong tiếng Pháp mà không phát âm, tức là nó câm, thì chúng ta dễ dàng được nhiều lắm. Chúng ta thấy cái đó không phát âm thì chúng ta không để ý tới nó. Còn nếu không, chúng ta cứ phải bận tâm tới cái ký tự đó mà thực sự nó không có giá trị phát âm. Và sau bài này thì hy vọng các anh chị sẽ có thể đọc tiếng Pháp dễ dàng hơn. Và xin mọi người theo dõi cái phần trình bày sau đây. Đây là phần thứ hai của bài tổng quan về bảng mẫu từ tiếng Pháp. Trọng tâm của bài này nói về cách ghép vần. Và với việc học ghép vần, chúng ta có thể đọc được một từ tiếng Pháp. Nhưng trước khi học phần chính thì chúng ta hãy coi qua về các dấu của tiếng Pháp. Các dấu là các accent. Trong tiếng Pháp có 3 dấu. Dấu sắc là accent aigu, dấu huyền là accent grave, và dấu mũ là accent circonflexe. Trước hết chúng ta coi accent aigu, dấu sắc. Khi học về dấu sắc accent aigu, chúng ta có 3 quy tắc tất cả. Quy tắc thứ nhất nói như thế này: tất cả những từ bắt đầu bằng ký tự ơ đều mang dấu sắc. Có nghĩa là một từ chẳng hạn như là étudier mở đầu bằng ký tự ơ thì ký tự ơ này phải mang accent aigu, mang dấu sắc. Étudier là học. Un étudiant, étudiant là một sinh viên, mở đầu bằng ký tự ơ thì ký tự ơ này cũng mang dấu sắc. Un élève là một học sinh trung học, mở đầu bằng ký tự ơ và ký tự ơ này cũng mang dấu sắc. Un écran là một màn hình của máy tính, của máy điện thoại, màn hình của máy tính. Các màn hình này mở đầu bằng ơ
ký tự ơ thì ký tự ơ này phải mang dấu sắc. Đó là quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ hai, tất cả những từ có ơ nhấn mạnh ở cuối đều mang dấu sắc. Khi cuối từ là ký tự ơ và ơ này nhấn mạnh thì mang dấu sắc. Nhấn mạnh tức là làm sao? Chúng ta lưu ý có những từ mang ký tự ơ ở sau như vậy không nhấn mạnh. Chẳng hạn như ampère, một người cha, une mère, một người mẹ, un frère, một người anh, một người em trai. Thì chúng ta đã coi quy tắc là ký tự ơ này không phát âm và không mang dấu gì hết. Trong khi các chữ như là université, đấy là một từ có ký tự ơ và ơ này được nhấn mạnh đứng ở cuối, thì ký tự ơ này luôn luôn mang dấu sắc, không thể mang dấu khác. Université là trường đại học. Ai congé, một ngày nghỉ phép. Le pâté là thịt pâté, thịt xay. Tức là các chữ này mang ký tự ơ ở cuối và ký tự ơ này được phát âm, tức là được nhấn mạnh, thì đương nhiên phải mang dấu sắc. Đó là quy tắc thứ hai. Quy tắc thứ ba, ký tự ơ sẽ mang dấu sắc nếu âm tiết đi sau được phát âm. Chúng ta coi từ ngữ le mathématique, mathématique, chúng ta thấy có ký tự ơ và đi sau đó là một syllab, một âm tiết. Âm tiết này được phát âm là ma, như vậy ơ này là phải mang dấu sắc thì mới phát âm được mathématique. Nếu chúng ta để ký tự accent ra vào thì không phát âm được. Méchant là dữ tợn, đây là một adjective. Sau chữ ơ này thì có một âm tiết và âm tiết này được phát âm là sans, thì chữ ơ này cũng phải mang accent aigu. Dấu thứ hai là dấu huyền, accent grave, cũng có hai quy tắc. Quy tắc thứ nhất người ta phát biểu như thế này: tất cả những từ mang ký tự s ở cuối, mang ký tự s ở cuối mà ký tự s này nó không nói lên số nhiều. Chúng ta biết là khi một danh từ số ít chuyển qua số nhiều thì thêm s vào, nhưng ở đây chữ s này không có nghĩa là mang số nhiều, thì ký tự s này khi ghép với ký tự ơ thì mang dấu huyền và trong đó s không phát âm và es này phát âm là e. Chúng ta nhìn chữ thứ nhất, abcès. Abcès là một cái mụn nhọt thì s này không phát âm và chữ ký tự ơ này phải mang accent grave và phát âm là e. Abcès. Congrès, progrès. Congrès là hội nghị, progrès là sự tiến bộ. Và chúng ta nhắc lại chữ s, ký tự s này không có nghĩa là số nhiều và không được phát âm. Như vậy chỉ còn lại abcès, mang accent grave thì mang nghĩa là e. Abcès, mang accent grave và dấu huyền thì phát âm là e. Congrès, mang accent grave thì phát âm là e. Progrès, sự tiến bộ. Quy tắc thứ hai chúng ta cần phân biệt o với u, phát âm là u. O với u, accent grave cũng phát âm là u, nhưng hai chữ này hoàn toàn khác nghĩa nhau. U này có nghĩa là hoặc là, u này có nghĩa là ở đâu. La phát âm là la, la accent grave cũng phát âm là la, la la nhưng mà nghĩa khác nhau. La này là mạo từ giống cái, mạo từ xác định, article defini, còn la kia là một adverb có nghĩa là ở kia. Dấu thứ ba là dấu mũ, là accent circonflexe. Accent circonflexe xuất hiện trên một số từ và người ta giải thích cái dấu mũ này, accent circonflexe này là dấu tích, là vết tích của ký tự s khi chữ này nằm ở trong tiếng Latin. Bởi vì chúng ta biết tiếng Pháp cũng xuất phát từ tiếng Latin và trong tiếng Latin thì nó có chữ s và khi chuyển qua tiếng Pháp thì một số từ người ta lược bỏ cái s đi và thay bằng dấu mũ. Ví dụ un hôpital là một bệnh viện thì trong tiếng Latin là hospitalis có ký tự s và khi chuyển qua tiếng Pháp thì cái s nó biến mất và biến thành dấu mũ l'hôpital. Hospitalis còn lại là l'hôpital, trong khi tiếng Anh nó vẫn còn giữ the hospital. Une fête là một ngày lễ thì trong tiếng Latin là fiesta và ký tự s biến mất khi chữ này biến thành tiếng Pháp une fête và người ta giữ lại cái dấu mũ, trong khi tiếng Anh vẫn còn giữ the feast là lễ hội. Une bête là một con thú, tiếng Latin là bestia có ký tự s, chữ này khi chuyển sang tiếng Pháp thì mất chữ s mà mang cái dấu accent circonflexe, trong khi tiếng Anh vẫn còn chữ s. Bestia tiếng Anh là the beast. Như vậy đây là một cái thông tin để cho chúng ta biết thêm thôi, không có quan trọng cho những người mới bắt đầu học. Sau đây là một phần khá quan trọng cho những người bắt đầu làm quen với tiếng Pháp và muốn đọc tiếng Pháp.
Ở trong tiếng Pháp có những ký tự câm, và chúng ta cần để ý, bởi vì khi nó hiện diện ở trong từ đó thì nó không có giá trị phát âm, và chúng ta cần biết các quy tắc này để khi đọc chúng ta không đọc các ký tự đó. Chữ thứ nhất, trường hợp thứ nhất, khi nằm ở đầu chữ thì đa phần là ký tự ash, và chúng ta đã học ký tự ash nó có dạng là câm, chẳng hạn như là le aricove, đậu cove, chúng ta không phát âm ký tự ash. Le aricove, live là mùa đông, chúng ta không phát âm ký tự ash này. Như vậy là ký tự ở đầu chữ gồm có ký tự ash. Trong trường hợp ký tự đứng ở đầu chữ không phát âm thì chúng ta thấy có một trường hợp rất đặc biệt, đó là tháng 8 có bắt đầu bằng ký tự A và ký tự A này không phát âm, do đó chỉ còn OVI và tháng 8 phát âm là út, và đây là trường hợp duy nhất, trường hợp rất đặc biệt, ký tự A nằm ở đầu từ, đầu chữ mà không phát âm. Và tôi xin nhắc lại, đây là trường hợp duy nhất, trường hợp rất đặc biệt, tháng 8. Trường hợp thứ hai, một số các ký tự khi đứng ở giữa chữ cũng không phát âm, và đa phần là ký tự ash, như chúng ta đã học, ash luôn luôn câm. Và một số trường hợp khác đó là ký tự P, ví dụ anteatre, chữ ash bây giờ nằm giữa, không còn nằm ở đầu như ở trường hợp chúng ta đã xem. Vậy câm thì chúng ta chỉ còn T với E accent aigu và phát âm là teatre, là nhà hát. Un bonheur, ash này câm thì chúng ta nối ký tự N với ký tự E, un bonheur là một sự hạnh phúc. Và đôi khi chúng ta thấy ký tự P khi nằm ở giữa chữ cũng không phát âm, con T, O đứng trước P thì phát âm là N, và P không phát âm, như vậy là còn lại con T là đếm. Trường hợp thứ ba rất là nhiều và chúng ta cần để ý, những ký tự nằm ở cuối chữ không phát âm thường là các ký tự sau, chúng ta cần để ý bởi vì nó khá nhiều. Trước hết là ký tự D nằm ở cuối từ thì không phát âm, froid là lạnh, chúng ta thấy D không phát âm, chỉ còn lại O với I thôi, froid. Rong là tròn, cũng không phát âm. Ta là muộn, không phát âm D. Ba va là nhiều chuyện, lắm chuyện. Ở trường hợp thứ ba, khi một ký tự nằm ở cuối chữ không phát âm thì thường là các ký tự sau, và tương đối khá nhiều, và chúng ta rất cần để ý tới cái phần này để dễ dàng khi chúng ta phát âm. Thường là các ký tự sau, ký tự thứ nhất là ký tự D nằm ở cuối thì không phát âm, ví dụ foa chúng ta thì chỉ phát âm F-L-O-I, không phát âm ký tự D, foa là lạnh. Rong không phát âm D, còn lại rong, R-O-N tức là tròn. Ta là muộn, ba va là lắm chuyện, vân vân còn nhiều. Như vậy chúng ta thấy ký tự D đứng ở cuối từ không phát âm. Kế tiếp, ký tự S khi nằm ở cuối từ cũng không phát âm. Un mois là một tháng, le bois là gỗ, là cái chất bằng gỗ, bằng cây. Une fois là một lần. Chúng ta thấy ba chữ này không phát âm ký tự S. M-O-I là mois, B-O-I là bois, F-O-I là foie, và chúng ta không thấy ký tự S được phát âm ra, và còn nhiều lắm. Ngoại trừ un fils là một người con trai, chúng ta phải phát âm chữ S. Un fils tức là một ông bà kia có những người con, có những người con trai, có những người con gái, thì người con trai của ông bà đó gọi là un fils, chứ không phải là con trai con gái phân biệt phái tính. Đây là con của một người, con trai, un fils. Un bus là xe bus, chúng ta cũng phải phát âm mạnh ký tự S. Un laps de temps, một khoảnh khắc thời gian, chữ này ít dùng mà chúng ta cũng phải phát âm cho đúng, un laps de temps. Kế tiếp là ký tự P đứng ở cuối từ cũng không phát âm, un drap, chúng ta thấy không còn ký tự P nữa, drap là khăn trải giường. Un cu là một cú, un con là một doanh trại, một cái trại, không phát âm P. Un champ, champ là cánh đồng, cũng không phát âm ký tự P. Ký tự kế tiếp là ký tự G, un bourg, chúng ta phát âm từ B, O, U tới E là chấm dứt, không phát âm ký tự G. Un bourg là một thị trấn. Un zoo, tưởng tượng như là chỉ còn G, O và U. Un zoo là một cái ếch, ếch là một cái khúc cây người ta dùng để đặt lên trên cái lưng, cái cổ của con bò, con trâu, các cái con mà kéo, để cho nó kéo cái cỗ xe, gọi là cái ếch, đặt lên cái cổ, cái gáy của một con thú để nó kéo cái cỗ xe, đó là cái ếch. Un bourg, un zoo, chúng ta không thấy phát âm ký tự G. Ký tự T ở cuối cũng không phát âm,
An toa mái nhà, An sa con mèo, An ra con chuột. Tính từ cua là ngắn. Như vậy ở trong các từ này chúng ta thấy ký tự T cũng không được phát âm, ngoại trừ một từ ambit. Ambit là mục đích, B-U-T thì phát âm T. Ambit ở trên không phát âm, ở dưới phải phát âm, đó là trường hợp ngoại lệ. Ký tự X cũng không phát âm, une voix là tiếng nói, chỉ còn V-O-I không phát âm ký tự X. Une noix là hạt óc chó, une noix không phát âm ký tự X. Un flux là chiều lên, nước chiều dâng lên, gọi là un flux. Ký tự Z cũng không phát âm, un nez là ký mũi, không phát âm ký tự Z. Un rez-de-chaussée, rez-de-chaussée là tầng trệt, rez-de-chaussée đọc nhanh là rez-de-chaussée. Un raz-de-marée, raz-de-marée là sóng thần, đọc nhanh là raz-de-marée. Ngoại trừ chữ le gaz, gaz là khí ga, chúng ta phải phát âm ký tự Z. Một trường hợp khác là một số ký tự không được phát âm khi chia động từ. Những ai chia động từ rồi thì chúng ta cần để ý thêm lại. Và những ai sắp học chia động từ chúng ta cũng cần để ý để khi chia động từ chúng ta phát âm cho chúng. Khi chia động từ thì chúng ta thấy có một số ký tự không được phát âm. Tôi xin đọc trước. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, ils jouent. Như vậy, khi đọc như vậy, mọi người thấy các vị trí mà tôi nhấn mạnh thì đều phát âm giống nhau mặc dù viết khác nhau. Je joue, tu joues, il joue, ils jouent. Chúng ta thấy bốn vị trí này viết khác nhau nhưng mà phát âm rất giống nhau, chỉ còn lại là J-O-U. Còn hai ký tự kia thì đương nhiên nó có cái cách phát âm, chúng ta phải phát âm ra theo cách phát âm của hai cái từ này. Tôi đọc lại. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, ils jouent. Và chúng ta cần lưu ý tới ngôi thứ ba số nhiều, viết là O-N-T nhưng mà vẫn phát âm như là chỉ có một Ơ hoặc là Ơ-S, không để ý tới ENT. Chẳng hạn như động từ nhóm 2. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Và chúng ta thấy ba ngôi số ít viết khác nhau nhưng mà phát âm giống nhau và không được phát âm chữ S, S và T. Je finis, tu finis, il finit, tưởng chừng như chỉ còn là F-I-N-I. Và một động từ nhóm 3 cũng như vậy. J'écris, tu écris, il écrit, không phát âm các ký tự cuối và chỉ còn lại các ký tự đầu là E, C, R, I. Mặc dù là viết khác nhau nhưng phát âm giống nhau do bởi các ký tự cuối không phát âm. Một trường hợp khác nữa là giống cái của một số ít từ thì không phát âm. Ví dụ un ami, một người bạn trai, une amie, một cô bạn gái, thì chúng ta thấy bạn trai và bạn gái viết khác nhau nhưng mà phát âm giống nhau. Un ami, une amie, ami, ami, mặc dù có thêm ơ nhưng mà phát âm vẫn giống nhau. Và cuối cùng là ký tự S và ký tự X của số nhiều thì không phát âm. Hay cái quy tắc để chuyển từ số ít sang số nhiều thì quy tắc chung là chúng ta thêm S, nhưng khi thêm S này vào thì không phát âm. Ví dụ một con mèo, nhiều con mèo, un chat, des chats. Des chats là số nhiều, chúng ta thêm S mà S này không có gì, không có giá trị phát âm. Như vậy chữ sa ở số nhiều cũng phát âm giống như chữ sa ở số ít. Un oiseau, một con chim, des oiseaux, theo quy tắc đổi từ số ít qua số nhiều của các ký tự, của các chữ có ký tự là ơ, a, ư thì chúng ta phải thêm x chứ không phải là thêm s. Nhưng mà thêm x này cũng không phát âm. Un oiseau, des oiseaux, oiseau, oiseau. Ký tự X viết vào để thể hiện đây là một danh từ số nhiều nhưng mà cũng không phát âm. Sau đây là phần ghép vần. Ghép vần là một phần học rất quan trọng giúp chúng ta có thể đọc được một từ trong tiếng Pháp. Và có tất cả là 19 quy tắc khác nhau. Và chúng ta cần để ý một nửa đầu. Các quy tắc đầu tiên rất căn bản và rất phù hợp với trình độ của chúng ta. Một số các quy tắc sau có vẻ hơi hơi khó hiểu, hơi hơi giống nhau. Chúng ta có thể tiếp thu dần và giảng viên, giáo viên sẽ giúp chúng ta học thêm. Các phần đầu tiên, phần thứ nhất là âm U. Khi phát âm U thì chúng ta có 3 trường hợp như sau có thể phát âm là U. Trường hợp thứ nhất, có trong thành phần của một chữ gồm có O và U. O và U là hai ký tự ghép lại với nhau thì phát âm là U. O, U thì phát âm là U. An su là một đồng xu. An su, một cái bắp cải. An cu là cái cổ. Động từ coupe, coupe là cắt. Động từ trouver,
thu về là tìm thấy, như vậy có cả động từ, có cả danh từ, thì những chữ này đều có thành phần là o u, thì phát âm giống nhau, đều là u hết. Trường hợp thứ hai là o u x xuất hiện trong thành phần của một chữ thì cũng phát âm là u. Uyên tu là cơn ho, du là adjective nói lên sự hiền dịu, dịu dàng. O u t cũng phát âm là u. Tu, tu là tất cả. Abu, bu, bờ bu như trong tiếng Việt của chúng ta. Bu là một cái đầu, đầu tức là một cái vật thể gì nó dài, chẳng hạn như một sợi dây thì có đầu này và đầu kia gọi là bu. Một cái hành lang, một con hẻm, một con ngõ, một con đường thì có nó dài, nó có chiều dài thì đầu này đầu kia gọi là bu. Patu là tất cả. Vậy chúng ta thấy o u t cũng phát âm là u, và chúng ta ôn lại o u, o u x, o u t đều phát âm là u, và chúng ta coi các ví dụ như thế này. Âm thứ hai là âm o, ba trường hợp này đều phát âm là o. A u đều phát âm là o. Aujourd'hui, a u phát âm là o. Aujourd'hui ngày hôm nay. Mauvais, a v u phát âm là o. Mauvais là xấu. Une auto, a v u là o, là xe ô tô. Trường hợp thứ hai, e a u, ba ký tự này góp lại với nhau phát âm là o. Lô là nước. Un seau là cái xô, xách nước. La po là da. Un bateau là tàu thủy, và còn nhiều nữa. O t cũng phát âm là o. Un mot là một từ. Để chúng ta học từ trước đến giờ mỗi chữ này này là một từ, là un mot. Un maillot là áo maillot. Un pot là cái lọ, cái hũ. Để chúng ta thấy o t e a u, a u đều phát âm là o. Âm e thì chúng ta có cũng có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là OZ. OZ như là ANE là cái mũi, phát âm là E. C là ở tại. Để chúng ta sẽ học về cái giới từ này riêng. Đây là một giới từ rất đặc biệt ở trong tiếng Pháp. Chỉ có trong tiếng Pháp mới có giới từ này. C là ở tại một chỗ nào. Rez-de-chaussée, đọc chậm là Rez-de-chaussée, là tầng trệt, tầng ở bên dưới cùng của một tòa nhà cao. Đọc nhanh là Rez-de-chaussée, Rez-de-chaussée. Anne C. Trường hợp thứ hai là OT cũng phát âm là E. Trường hợp thứ nhất là OT là và. OT là conjonction, là một liên từ có nghĩa là và. E a robinet là cái vòi nước. L'alphabet là bảng mẫu tự. Bảng mẫu tự ngoại trừ hai chữ CET và NET không phát âm là E mà phát âm là S. Set, net. Set là cái này, net là rõ ràng. Ngoại trừ là C-O-T đọc là set, không đọc là C. Net không đọc là nê mà đọc là net. Set, net. E-E cũng phát âm là E. Và đây là thành phần cuối của rất nhiều động từ nhóm 1. Động từ nhóm 1 quy tụ rất nhiều động từ và đều có cái hình thức cuối là E-E. Chúng ta phát âm là E. Em-mê là yêu, là thích. A-bit-tê là cư ngụ. Visit-tê là tham quan. Và chúng ta thấy hai ký tự cuối o e đều phát âm là e. Âm e thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là e accent grave. Un père là một người cha. Une mère một người mẹ. Un frère một người anh, một người em trai. Une chèvre là con dê cái, phát âm là e. A i cũng phát âm là e. Une chaise là cái ghế. Une semaine e này, e i là e này. Une semaine là một tuần. Un balai, a với i phát âm là e này. Un balai là cái chổi. Và tháng năm, me, m a i phát âm là me, là tháng năm. Nhưng mà chúng ta cần lưu ý ở một vài vùng miền ở trên đất Pháp á, thì cái âm này này được phát âm là e, để chúng ta biết, để mà biết. Và chúng ta thấy nếu có ai phát âm như vậy thì chúng ta cũng biết đó là cái khẩu âm của người ta, của cái vùng miền đó. Còn chúng ta học theo đúng quy tắc thì e accent grave và a i thì phát âm là e. Âm e gồm có e u, e u x, e u r, e u u. L'Europe, Europe, e v u phát âm là e. Europe là châu Âu. Un euro một đồng euro. Le feu là lửa. Jeudi
là thứ năm. Un cheveu là sợi tóc, cheveu là sợi tóc. Và chúng ta để ý khi phát âm là ơ thì chúng ta phải tròn miệng lại. L'Europe, un euro, le feu, jeudi, un cheveu. Ở bên dưới là ơ u x thì cũng phát âm là ơ và cũng phải tròn miệng lại. Euro là hạnh phúc, chaleureux là một cách nồng nhiệt, fameux là nổi tiếng. Ơ u e chúng ta phát âm ký tự e ở cuối nhưng mà cũng là ơ và chúng ta cũng phải tròn miệng lại. La peur là nỗi sợ, le beurre là bơ chúng ta ăn với bánh mì, une heure một giờ. Đây là ký tự kép ơ trong ô ghép với u thì cũng phát âm là ơ và cũng phải tròn miệng lại. Un œuf một quả trứng, un bœuf con bò đực, un cœur một quả tim hay là một tấm lòng, une sœur một chị gái hay là một em gái. Âm oa, o với y phát âm là oa và âm này rất là dễ nhớ. O với y là oa, moi là tôi, un mois là một tháng, voici đây là, noir là màu đen. Các chữ có ký tự a i l ở cuối thì phát âm là aie, un rai đường rầy xe lửa đó, un travail công việc, un portail, portail là cái cổng nhưng mà cổng này rất là to bề thế, un rai chúng ta viết phiên âm là aie thì nó hơi quá tại vì chữ ơ này luôn luôn phải phát âm nhẹ, un rai chứ không phải rai ơ, un rai, un travail, un portail. Khi một từ có các ký tự cuối là O, U, I, L thì phát âm là ơi. Ví dụ, un écureuil, con sóc, un seuil, một cái ngưỡng hay là ngưỡng cửa, un deuil là tang chế hay là tang tóc. O, U, I, L phát âm là ơi. Và kế tiếp, O, I, L thì phát âm là A, le soleil, mặt trời, un réveil, đồng hồ báo thức. Các từ có ký tự cuối là O, I, D, L, E thì phát âm là A. Chẳng hạn như là Une corbeille và E này phát âm rất là nhẹ. Une corbeille, une abeille là con ong, la veille là ngày hôm trước. Ở đây chúng ta ghi cách phát âm là A, nhưng mà bởi vì không có cách nào khác, chúng ta viết là A, nhưng mà chúng ta để ý E này phát âm rất là nhẹ. Une corbeille, une abeille, la veille. Âm sơ, ký hiệu quốc tế viết như thế này, chúng ta phải phát âm rất là mạnh như là một chữ S của người miền Trung của nước Việt Nam chúng ta đó, nhưng mà mạnh hơn rất là nhiều. CH phát âm là sơ, un chat, un chien, con chó, con mèo, chanté, ca hát. Và cũng cần lưu ý một số người ở một cả vài ba vùng miền của nước Việt Nam chúng ta gặp khó khăn khi phát âm cái âm này, âm sờ này, và chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải lưu tâm bởi vì phải phát âm cho thật là mạnh. An sa, an xiang, san tê. Có ba trường hợp phải phát âm là ca. Trường hợp thứ nhất là ký tự C đi với nguyên âm A, đi với nguyên âm O, đi với nguyên âm U. Chúng ta đã xem ở trong phần khi chúng ta khảo sát ký tự C thì C, A, C, O, C, U đọc là cờ, ca, cô, quy. Trường hợp thứ hai là khi ký tự Q đi với U thì chúng ta cũng phát âm là cờ. Và chúng ta cũng cần nhắc lại, ký tự Q luôn luôn đi với ký tự U, luôn luôn đi kèm, không bao giờ nó đi một mình. Nhưng khi đi kèm như vậy thì ký tự U không có giá trị phát âm. Như vậy chúng ta vẫn đọc là ca, la qualité. Để chúng ta có cái khuynh hướng đọc là qua, bởi vì tiếng Việt Nam QQ là qua, ở đây phát âm là cờ. La qualité là chất lượng, la quantité là số lượng, une banque là một ngân hàng, như vậy phát âm là ca. CH ở bên trên chúng ta nói quy tắc chung là phát âm là sơ, an sa, an xương, nhưng mà trong một số trường hợp ngoại lệ CH này phát âm là cờ, một số ít an ko không phát âm là sao, an ko một sự hỗn độn, hỗn độn ngổn ngang. Lê cô là tiếng vang, lakeology là ngành khảo cổ. Vậy chúng ta thấy CH phát âm là k, ko, CH
phát âm là Olecolakeology, là ngành khảo cổ học. Phát âm là S, chúng ta có 4 trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là S một mình, An Savon đứng ở đầu từ, Savon, Le Sang là máu, Le Sel là muối, đứng ở đầu từ. Phát âm là S, khi chữ S này gấp đôi lên, tức là doses, une tasse cũng là S, một cái tách, une masse là một khối lượng. Viết phát âm là S, khi viết là S và VC, la science là khoa học, une scie là cái cưa, une scène là sân khấu. Vậy chúng ta thấy viết là S và C, nhưng mà phát âm là S, science, scie, scène. Và ký tự T ở trong Sion thì cũng phát âm là S, une nation, viết là T nhưng phát âm là S, bởi vì đây là Sion, nation, une nationalité, viết là T, T nhưng phát âm là S, bởi vì là nằm trong Sion, une nation, une nationalité. Âm kế tiếp phát âm là nhờ, GVN phát âm là nhờ, la campagne, campagne, và ơ này không phát âm như vậy, còn campagne, la montagne, une compagnie. Ở đây chúng ta để ý em ở đứng trước P, em ở đứng trước P thì phát âm như là N, la campagne, la montagne, une compagnie. Các trường hợp sau phát âm là Sion, T-I-O-N, S-I-O-N và C-I-O-N thì phát âm là Sion. Une fonction, một chức năng nhiệm vụ, si, giống như trên chúng ta vừa mới coi. Une invention, phát âm như là S, chúng ta vừa coi ở bên trên. Và S-I-O-N khi đứng sau N, S-I-O-N chỉ phát âm là Sion khi nó đứng sau ký tự N. Chúng ta thấy S-I-O-N đứng sau N, S-I-O-N đứng sau N thì mới phát âm là Sion. Une tension, une compréhension. Ở đấy chúng ta để ý hai chuyện. Ký tự M đứng trước P thì phát âm là N, S này câm. Như vậy phát âm là compréhension, tension. C-I-O-N cũng phát âm là Sion, la suspicion, la suspicion, sự nghi ngờ. Các trường hợp sau phát âm là Sion. Trường hợp thứ nhất C-I-E-N, và người ta lưu ý là trường hợp này rất hay gặp, rất hay gặp, có rất nhiều, và chúng xuất phát từ các danh từ tận cùng bằng I-E và I-Q-E, tức là X, chẳng hạn như là pharmacy tận cùng bằng I-E, academy tận cùng bằng I-E, la mécanique tận cùng bằng I-Q-E, I-Q-E, la physique, I-Q-E. Thì các trường hợp này, các danh từ này sẽ đưa ra một cái danh từ khác, và danh từ đó luôn luôn là C-I-E-N và phát âm là Sion. La pharmacie là ngành dược, un pharmacien, một dược sĩ, l'académie là hàn lâm viện, un académicien, một viện sĩ hàn lâm, la mécanique, ngành cơ khí, un mécanicien, một thợ cơ khí, la physique, môn vật lý, un physicien, một nhà vật lý học. Trường hợp thứ hai viết là D-Z-I-E-N cũng phát âm là Sion, và trường hợp này rất hiếm. Une paroisse là một giáo xứ, giáo xứ của người công giáo đó, thì người dân sống ở trong giáo xứ này là un paroissien, trường hợp này rất hiếm. Một trường hợp kế tiếp nữa là T-I-E-N cũng phát âm là Sion, chẳng hạn như là nước Ai Cập, l'Egypte, nước Lào, le Laos, thì người Ai Cập là un égyptien, phát âm là sien, un laotien, viết là T-I-E-N, T-I-E-N phát âm là sien, un égyptien, un laotien. Khi một từ kết thúc bằng C-I-E-X thì phát âm là sio, và các từ này xuất phát từ các danh từ tận cùng bằng C-E. Ví dụ danh từ là l'audace là sự gan dạ, sự táo bạo, le silence sự yên tĩnh, la grâce là sự duyên dáng, các từ này tận cùng bằng CE thì đưa ra tính từ là
audacio và tính từ feminine là audacieuse. Le silence, tận cùng bằng ce thì đưa ra tính từ là silencieux và feminine là silencieuse. La race là sự duyên dáng của người phụ nữ đó, thì đưa ra tính từ là ratio và feminine là ratiose. Các danh từ có ký tự tận cùng bằng sion và si thì đưa ra tính từ phát âm là sio. Ví dụ une infection là một danh từ tận cùng bằng sion, une ambition một tham vọng là một danh từ tận cùng bằng sion, une superstition là một danh từ tận cùng bằng sion là sự mê tín, la minutie tận cùng bằng si là các danh từ tận cùng bằng sion và si thì đưa ra tính từ là sio, infectious, ambitious, minutieux, superstitious, mê tín, tỉ mỉ, có tham vọng, nhiễm trùng. Các danh từ có ký tự tận cùng là onco thì đưa ra các tính từ là ciel, phát âm là ciel. Ví dụ danh từ là concurrence là sự cạnh tranh, tận cùng bằng onco thì đưa ra tính từ concurrentiel, phát âm là ciel. Concurrentiel là có tính cạnh tranh. Danh từ là confidence là sự kín đáo, thì kín đáo tức là tín cẩn, cơ mật, thì đưa ra tính từ là confidentiel, có tính kín đáo, có tính cơ mật, phát âm là ciel. Và l'essence là cái cốt lõi, đưa ra tính từ là essentiel, là cốt thiết, là thiết yếu, của phát âm là ciel. Trường hợp thứ hai phát âm là ciel là ciel, ở trên là tiel. Ở phần thứ hai là viết là ciel, xuất phát từ các danh từ tận cùng bằng io và anco. Ví dụ la superficie có mấy nghĩa khác nhau, ở đây là cái bề mặt, thì tính danh từ là superficie thì tính từ là superficiel, ciel, và phát âm là ciel. Superficiel là phiếm diện, chỉ nhìn thấy bên ngoài. La circonstance là một hoàn cảnh, tính từ là circonstanciel, phát âm là ciel.